Chào mừng các em học sinh đến với bộ môn giáo dục công dân lớp 7, tuần thứ 3. Thì người ta thường nói, đối với mỗi người, bản thân mình là quan trọng. Nhưng để hiểu về bản thân một cách rõ ràng, cụ thể và đặc biệt là biết cách khẳng định giá trị của bản thân trong cuộc sống, thì đó lại là một vấn đề khiến chúng ta phải trầm tư, suy nghĩ. Những người làm được điều đó là những người nhận thức rất rõ lòng tự trọng. Vậy thì lòng tự trọng là gì và có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Đó cũng chính là nội dung của bài học hôm nay. Bài 3 tự trọng. Một nhỏ tìm hiểu câu chuyện một tâm hồn cao thượng. Các em sẽ đọc từ đầu câu chuyện trang số 8 đến không tin vào bọn trẻ này. Và các em hãy tìm hiểu hoàn cảnh của cậu bé bán diêm thông qua đoạn truyện này. Và trả lời hai câu hỏi sau: tại sao ông già lại tin cậu bé? Và tại sao ông lại thất vọng? Đoạn tiếp theo cho đến hết, các em sẽ tìm hiểu xem Robert đã làm gì và trả lời các câu hỏi sau: Robert đã thể hiện đức tính gì và tình cảm của tác giả đối với Robert như thế nào? Tại sao Robert lại có việc làm như vậy? Ta sẽ đi tìm hiểu phần thứ hai, đó là nội dung bài học. Phần một nhỏ, tự trọng là gì? Thế thì thế nào là tự trọng? Tự trọng ở đây được hiểu là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực xã hội. Biểu hiện của tự trọng đó là cư xử đàng hoàng, đúng mực, biết giữ lời hứa, luôn làm tròn nhiệm vụ của mình và không để người khác phải nhắc nhở, chê trách. Trên đường đời, bạn có thể đánh rơi nhiều thứ, nhưng nhất định đừng đánh rơi lòng tự trọng của chính mình. Khi nói năng, điều có vẻ đáng kính, đáng làm gương cho người khác bắt chước, ấy là biết tự trọng mà mọi người cũng đều kính nể vậy. Mời các em cùng xem sự khác biệt giữa lòng tự trọng và sĩ diện. Chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa sĩ diện và lòng tự trọng. Vậy thì chúng khác nhau như thế nào? Các em hãy nghe câu chuyện sau. Năm 2011, một trận sóng thần xảy ra ở Nhật Bản khiến hàng chục ngàn người mất. Nơi phát lương thực tiếp tế họ, một cậu bé 9 tuổi đang đứng ở cuối hàng chờ. Trời thì rất lạnh mà trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun và quần đùi. Thấy vậy, một anh nhân viên cứu trợ đã đến hỏi về cha mẹ cậu. Cậu kể cha cậu vừa bị sóng thần cuốn trôi và cậu thấy cảnh đó mà không làm gì được. Mẹ và em cậu ở sát bờ biển nên chắc cũng không chạy kịp. Nói xong, cậu vội quay người, lau vội dòng nước mắt. Anh nhân viên cứu trợ lo rằng không đủ lương thực cho cậu vì cậu đứng cuối hàng. Anh đã lấy bao lương khô của anh để trao cho cậu bé. Cậu bé nhận và khom người cảm ơn. Sau đó, cậu bé đem bao lương khô lên bỏ vào thùng cứu trợ đang phát cho mọi người. Anh nhân viên quá ngạc nhiên vì nghĩ cậu bé sẽ ăn ngay phần lương khô đó. Anh hỏi, tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó? Cậu bé trả lời, bởi vì còn có nhiều người chắc cũng đói hơn con, bỏ vào đó để các cô chú phát cho công bằng chú ạ. À. Anh nhân viên nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác và khóc. Câu chuyện khiến chúng ta phải suy ngẫm về cậu bé
Thế thì các em nghĩ gì về cậu bé? Riêng cô thì nghĩ rằng cậu bé là người có đạo đức và có lòng vị tha tuyệt vời. Thật sự rất cảm động và kính phục cậu bé đó. Tuy mới 10 tuổi, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn vẫn nghĩ tới người khác, lo lắng cho người khác. Dù thời điểm đó, cậu ấy chỉ là một cậu bé 9 tuổi. Vậy thì, giữa lòng tự trọng và sĩ diện khác nhau như thế nào? Nếu như ai cũng hành động như cậu bé, nhưng bị người khác nói là ngu, thì các em có buồn không? Câu trả lời có nghĩa là đáp án. Nếu câu trả lời là không, có nghĩa là mình là người có lòng tự trọng. Còn câu trả lời là có, thì mình là người sĩ diện. Vậy thì chúng ta phải luôn giữ gìn đạo đức của mình, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Người có lòng tự trọng thường có những biểu hiện sau. Họ kiên quyết không tham tiền bạc của cải bất chính, kể cả khi bị suýt lục. Họ nhất định trả lại của rơi cho người bị mất, dù người ta nói họ là ngu. Lỡ va quẹt thì họ vẫn ân cần giúp đỡ, kể cả khi có người suýt lục họ đánh nhau. Họ chạy xe cẩn thận, an toàn để cho người khác. Họ giữ gìn môi trường sống xung quanh, kể cả khi xung quanh không ai xả rác. Còn sĩ diện có nghĩa là, nói chung thì những người tự trọng là người kiên định lập trường, ý chí, dù người khác đánh giá họ như thế nào. Còn những người sĩ diện thì dựa trên sự đánh giá của người khác. Những người sĩ diện dễ trở nên hẹp hòi, ích kỷ khi xung quanh toàn là những lời nói xấu chê bai, dễ đua đòi ăn chơi, bất hiếu với cha mẹ. Và chỉ vì sự khiêu khích, xúi dục của người khác mà sẵn sàng làm những điều trái pháp luật. Họ có thể đánh nhau hung hăng chỉ vì sự kích động của người khác, nói mình là người nhát gan. Ba, đức tính tự trọng đối với mỗi người. Tự trọng có ý nghĩa là phẩm chất đạo đức cao quý và cần thiết của mỗi con người. Lòng tự trọng giúp ta có nghị lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân của mỗi người, nhận được sự quý trọng của mọi người xung quanh. Lòng tự trọng giống như là một lòng tự trọng giống như là chúng ta đặt lên cái cán cân để đo đếm với cái sự soi mói sự ý kiến của mọi người xung quanh. Lòng tự trọng là chúng ta phải kiên định lập trường, kiên định ý chí. Dù người khác có nói ngã, nói nghiêng như thế nào, chúng ta cũng luôn đứng vững như kiềng ba chân. Không có việc gì khó, chỉ sợi lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Đó cũng chính là tấm gương của hai cậu bạn trong suốt hành trình 10 năm cõng bạn đến trường. Những tưởng con đường đến lớp của Minh đã không thể tiếp diễn, nhưng rồi Hiếu xuất hiện như một thiên thần, tiếp lửa trái tim Minh. Hành trình nguyện làm đôi chân của Minh đến trường của Hiếu nay đã tròn 10 năm với biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Cả hai cậu bạn cùng sinh hoạt, cùng vui chơi, cùng nhau bước qua những năm tháng của tuổi học trò thật đẹp, để rồi họ đậu vào những ngôi trường đại học với số điểm rất cao, khiến người khác rất là ngưỡng mộ. Ở đó, cậu bạn khuyết tật được đặt cách vào một trường đại học quốc gia, nhưng cậu lại kiên quyết từ chối. Cậu nghĩ rằng mình phải dựa vào chính năng lực và tài năng của mình để đậu vào ngôi trường mà mình mong ước. Đó cũng chính là lòng tự trọng. Tự trọng có nghĩa là mặc dù mình khiếm khuyết về cơ thể, nhưng mình muốn thể hiện cái năng lực, tài năng của mình bằng chính sức lực của mình đạt được cái điều mình mong muốn, chứ không phải là tự đặt cách ban ơn.
của người khác. Đó là một tấm gương để những người bình thường lành lặn như chúng ta phải suy ngẫm. Em hãy tìm một câu tục ngữ nói về lòng tự trọng và những câu tục ngữ thể hiện không có tính tự trọng. Chết vinh còn hơn sống nhục, chết đứng còn hơn sống quỳ, đói cho tập, rách cho tập. Câu nói không có tính tự trọng, mặt trơ tráng bóng, đói ăn vụng túng làm gàng. Danh ngôn chỉ có tính tự lập và tự trọng mới có thể nâng chúng ta lên những nhỏ nhen cuộc sống và những bão táp của số. Em hãy cho biết những hành vi nào thể hiện tính tự trọng, giải thích vì sao. A. Không làm được bài nhưng kiên quyết không quên cốt, không nhìn bài của bạn. B. Dù có khó khăn đến đâu cũng cố gắng thực hiện bằng được lời hứa của mình. C. Nếu có khuyết điểm, khi được nhắc nhở, Nam vui vẻ nhận lỗi nhưng chẳng mấy khi sửa chữa. D. Chỉ bài kiểm tra nào được điểm cao, Tâm mới đem khoe với bố mẹ, còn bài nào điểm kém thì đem giấu đi. E. Đang đi chơi cùng bạn, nàng xấu hổ khi gặp cảnh bố mẹ mình lao động vất vả. Sinh hoạt cá nhân, các em hãy thảo luận và viết một mẫu chuyện không quá 50 từ nói về lòng tự trọng và không tự trọng. Các em sẽ làm phiếu học tập. Các em hãy kể 3 điều em học được qua bài học hôm nay. 2 điều không nên làm vì ảnh hưởng lòng tự trọng. Và 1 điều em đã mắc và sửa chữa được ngay. Hướng dẫn về nhà học bài, trả lời câu hỏi sách giáo khoa, xem và đọc tài liệu tham khảo, chú ý rèn luyện tính tự trọng. Trong sinh hoạt giao tiếp, trong cuộc sống hàng ngày, xây dựng tình bạn chân thành, thân thiện các em nhé. Chúc các em một ngày thật vui vẻ. Chúc các em học tập và đạt được kết quả học tốt. Thân ái chào các em.